cậu bé và ông chủ tiệm thuốc. Cả tháng này tiệm văn teo chẳng có lấy một vị khách. Các kệ hàng của mình mốc rêu lên rồi. Tiệm thuốc này trông cũng to mà cũ kỹ quá. Chắc thuốc bán trong đó cũng toàn là hàng cũ hết đát. Mới sáng ngày ra không mua thì thôi, lại còn chê bai tiệm thuốc của mình. May quá, đúng là trước cửa tiệm thuốc này có bốt điện thoại công cộng đây rồi. Hên quá, chiếc thùng cắt tông này giúp mình cao vừa đủ để bấm được vào các nút số. Tưởng có khách nào khác đến chứ, hóa ra là một cậu bé. Hay là nó định bài trò nghịch ngợm gì? Dạ thưa bà có thể dành cho tôi công việc cắt cỏ cho thảm cỏ trong khu vườn của bà không ạ? À? Xin lỗi cậu bé, nhưng tôi đã có người cắt cỏ rồi. Thì ra là cậu bé này đang muốn hỏi xin công việc cắt cỏ từ một bà chủ nào đó. Thưa bà, xin hãy nghe tôi nói tiếp. Tôi sẽ cắt thảm cỏ của bà với giá chỉ bằng phân nửa giá của người đang cắt cỏ trong vườn cho bà bây giờ mà thôi. Bà có thể cân nhắc về việc sẽ thay người cắt cỏ mới được chứ. Tôi không biết cậu là ai, nhưng hiện tôi rất hài lòng với người cắt cỏ mình đang thuê. Tôi không có ý muốn thay người khác đâu. Này cậu có sao không vậy? Xin lỗi. Alo. Xin lỗi bà, tôi gặp sự cố với chiếc điện thoại một chút. Thưa bà, tôi là một người luôn làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Thậm chí tôi sẽ quét dọn lề đường và lối đi bộ cho bà và những việc vặt khác nữa, nếu bà yêu cầu. Lạ nhỉ, dường như nó đang cố thuyết phục người kia thuê mình làm việc. Bằng tuổi nó, có khi mình còn đang lông bông đi chơi bóng với đám bạn ấy chứ. Bà hãy thuê tôi làm việc đây, bà sẽ vô cùng hài lòng. Và mỗi sáng đi thăm vườn, bà sẽ tự hào khi có một thảm cỏ đẹp nhất trong tất cả các thảm cỏ của thị trấn gian biển xinh đẹp này. Tôi chắc chắn đấy. Đề nghị cậu bé đưa ra hấp dẫn như vậy kia bà. Chỉ lấy nửa lương trong khi làm việc tận tụy hết sức. Chẳng biết người chủ kia có cân nhắc không nhỉ? Xin lỗi cậu nha, nhưng tôi đã nói ngay từ đầu, tôi hiện đang rất hài lòng với người cắt cỏ làm việc cho mình hiện tại. Dù cậu có đưa ra đề nghị thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không thay người đâu. Vâng, tôi xin lỗi đã làm phiền bà như vậy. Chúc bà sẽ luôn được tận hưởng những giờ phút thư giãn sảng khoái nhất ở bãi cỏ của gia đình mình. Xin chào bà và chúc bà một ngày tốt lành nhé. Không tệ chút nào. Yeah. Ô hay, càng lúc càng thấy thằng nhóc này khác lạ. Bị người ta từ chối công việc phũ phàng như vậy mà vẫn tự động viên mình, vẫn cười rạng rỡ thế kia. Mình nên làm điều gì đó chăng? Này cậu bé gì ơi, mau lại đây. Ông gọi cháu hả? Thật xin lỗi, nãy giờ cháu nói chuyện hơi to làm phiền đến ông chăng? Không đâu, lại đây, cháu có chuyện muốn nói với cháu. Ông có tiệm thuốc lớn nhất khu phố này đấy, trông quách lắm ạ. Cảm ơn cháu, tiệm thuốc của ta đang ê chổng ê chơ cả tháng nay rồi, hầu như chẳng có vị khách nào. Nãy giờ ta cũng hơi rảnh nên có lắng nghe hết cuộc đối thoại của cậu với người chủ của thảm cỏ phải cắt tỉa đúng không? Vâng. Thật ngại quá, lúc nãy tập trung nói chuyện quá nên cháu không để ý đến xung quanh. Cháu ạ, trông cháu còn nhỏ tuổi như vậy mà hết sức bình tĩnh, thậm chí vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi bị người ta từ chối dành công việc cho mình. Bố mẹ cháu chắc phải tự hào về cháu lắm. Ta thích tinh thần lạc quan đó và muốn tìm cho cháu một công việc khác. Cảm ơn ông ạ. Nhưng cháu chỉ là vừa làm kiểm tra khả năng làm việc của mình và chất lượng công việc mà cháu đang làm mà thôi. Kiểm tra lại chất lượng công việc sao? Cháu nói vậy là sao? Cháu chính là người đang làm việc cho người phụ nữ mà cháu đã nói chuyện lúc nãy ông ạ. Cuộc nói chuyện vừa rồi với bà chủ khiến cháu khá hài lòng với những gì mình đã thể hiện, khiến bà chủ nhất định không muốn thay người khác. Cháu chính là người làm việc tại đó sao? Thật là bất ngờ đấy. Dạ, chỉ là cháu đã làm xong việc được giao và có chút thời gian nhàn nhã nên muốn làm điều gì đó. Cháu thấy ông cũng có vẻ rảnh, sao không trang hoàng lại tiệm thuốc của mình một chút? Chỗ kia bị móc, có mạng nhện bám kia ông. Cháu nói đúng, ta cũng nên làm điều gì đó cho tiệm thuốc đang kinh doanh ế ẩm của mình chứ nhỉ.
để cháu giúp ông một tay nhé. Chỉ còn dọn dẹp một chút là tiệm thuốc của ông sáng loáng bắt mắt ngay. Lúc đó khách lại đến đông nghìn nghịch ấy ạ. À, tất nhiên là ta rất vui nếu có cháu giúp đỡ cậu bé ạ. À, khi nhàn nhã chính là lúc ta nên làm điều gì đó hữu ích. Sự nhàn nhã này người siêng năng sẽ đạt được, còn kẻ lười biếng thì không bao giờ. Hãy lắng nghe những câu chuyện nhỏ để thấy trái tim ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi.